đi coi chưa? Có, vừa ăn ngay. Ăn qua. Nhưng mà ý là ăn cái này đi. Không, qua quay lại gặp ý em. Tan bị ăn triệu mấy bây giờ. Thấy. Có đi tôi đi coi chưa? Có, vừa ăn ngay. Ăn qua. Nhưng mà ý là ăn cái này đi. Không, qua quay lại gặp ý em. Tan bị ăn triệu mấy bây giờ. Ngu lắm. Em có xài đâu, em mua về em xài ba bữa em bỏ đấy. Mua thuốc một triệu ba hay sao ấy, nhưng về nó ngược đấy. Chị em chắc vâng uống được bao nhiêu hai viên đấy cũng vứt đấy, bây giờ bỏ luôn rồi. Em tức cái mở nó. Trời. Kẻ nó ngoài thôi, con gái bây giờ bán nhà chẳng có thời gian. Đẹp ở trên hết. Mua cho em một hộp sữa non á, sữa kháng thể á, để uống cho khỏe á, 1,3 triệu, uống cho một tháng. Một khá nhiều cuốn tính, cuốn cuốn. Ai muốn sao? Ai hoàn hảo được, mình cũng không hoàn hảo được, nói gì nữa. Vậy này thích rồi. Nhiều hàng nó còn không có, nó còn không có cho vợ sửa sạn luôn. Đợi em lấy nó. Lúc trước em là mình đang có máy á, mà cái đầu máy nó phải nhắn hơn cái đuôi. Đúng rồi. Thì nó có đẹp nhất. Biết thì chẳng thuốc. Xong rồi để bỏ cái đầu cái đuôi vào nhau thôi chắc chắn nó mặc chết thôi. Ôi em không cho đàn đâu. Bữa là lấy chân mới hả? Đợi em á. Con
Em biết mà, nhưng mà em sợ đau không có gì. Đi làm luôn đấy. Xúc xương như mà có thể mọc như cái te xúc xương em nhưng vẫn có thể để làm con nó cầm tay bố nó mới ngột rồi em bé thương á nó thấy thấy son hạ đó chị bé thương đó đang ngủ trời ơi, con nó khóc một cái rồi môi trời nó té khói luôn, mất luôn nè, không chịu nói luôn. Hai bên, bên đây một cục, lúc mảnh chưa vong á. Ấy lúc cái gì nếu khép không làm đó, con sẽ không làm nữa đó. Hai năm mà nó nhạt em làm cái mới được rồi đừng nằm bên. Em biết sao chị nói không làm về đâu. Từ khi mình trẻ, em mình trẻ lông mày của mình, em lông mày hợp để nằm đây, đúng không? Đúng không? Khi nằm trẻ thì nằm ở trên đây. Khi mình già cái vòng xuống đi xuống dưới đây. Nếu như em nằm bền á, theo cái thời gian nó bền nó sẽ cục xuống. Đây cái da nó dùng nó sẽ cục xuống, em hiểu không? Nếu là nằm thời gian chừng 5-2 năm nó bay hết đi rồi em nằm cái lông mày mới, thì lông mày em sẽ không bao giờ bị một 2-3 đuôi. Em thấy nhiều người người ta bị lông mày 2-3 đuôi không? Là bị ta nằm bền. Bây giờ người thẩm mỹ giờ người ta không bền nữa. Người ta thích là có nghĩa là người ta thay đổi theo xu hướng. Như hồi xưa cái lông mày ngày xưa là người ta xăm, em thấy xăm mấy là già ngày xưa là xăm xăm mà bắt đầu nó teo lại, đúng không? Nó teo lại nó nhỏ xíu như còn chỉ rồi nó bao hình xuống. Thế bây giờ người ta muốn làm người ta phải xóa cái đuôi đó đi, mà khi mà em xóa thì nó đâu qua là nó bằng da, nên là thành ra em đừng mê bề. Đó là chị nói cho em biết nhỉ, em làm nhạc xong chừng 1 năm hoặc 2 năm nó bay hết không còn cái gì nên lông mày em thì nó trở về vị trí nguyên thủy. Xong rồi sau đó em thích làm cái mới thì em vẫn làm y mới đầu luôn, thì nó sẽ không 2-3 đuôi, em hiểu không? Đó nên em đừng có sợ nó không mau bay màu. Ví dụ như mình làm nhạc thì bắt buộc nó phải bay màu nó mau, tại vì mình làm nhạc mà nó sẽ mau bay hơn. Thì ví dụ như nó mau bay thì 1 năm mình đậm lên một chút xíu nữa, chứ em đừng có mê là làm đậm lên thì nó bền, nó
bền bây giờ không lẽ giờ phụ nữ mình là muốn làm thì đẹp liền, cái em làm thì em xấu một năm rồi sang sang năm hai năm nữa em nhạt đi là vừa, cái gì thì sao được đúng không? Thà em làm mà nó nhạt, thà em làm nó nhạt xong rồi sau một từ một năm á em giận nữa, em thấy nó nhạt em giận nữa, môi cũng vậy, môi thì em làm bây giờ em làm xong rồi sau hai tháng em thích bảo hành nữa, chỉ cho bảo hành thì em thêm lần nữa, sau một năm em thích đậm nữa làm thêm là giận thêm lần nữa, hoặc hai năm mới làm thêm một lần. Nhưng môi của chị thì làm được 2 năm thì làm được. Nếu hồi đó chị làm cũng sai thì cũng khi ta làm cả cái môi thì ta không có còn máu. Nhưng mà tại chị cũng biết là chị gặp cái này. Chứ đừng có sợ nè, đừng có sợ nó nói. Bây giờ thẩm mỹ giờ nó an toàn. Tại vì cái mức mực ở trên da của em là cái mức mực như vậy là đi phun lên da của em là mực thảo dược. Em hiểu không? Không phải mực hóa chất. Nên thành ra nó sẽ có hạn sử dụng ở trên đấy chứ không phải mực hóa chất như cái mực xăng này này là vĩnh viễn đến thì này chết thôi. Em thấy có cái cô của em á làm xong là nó như làm Sài Gòn này nè, xong là bây giờ nó phai thành một cái màu nâu, vẫn là một cái đường xăng đấy đấy là bền đúng không chị, nó phai rồi xong nó vẫn giữ cái chân mày đấy đúng không? Ô phải thôi không biết nhầm cửa đấy. Ví dụ như bây giờ chị làm vậy nó nhạt, có nghĩa là nó bây giờ nó bong ra nó như vậy, xong sau này nó nhạt thì nó bay gần 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 nó nhạt, bay hết. Chứ nó không còn một cái đường của nó đúng không? Hết, không còn gì. Có nghĩa là nó tự nhiên. Và bây giờ thì người ta thích như vậy. Thì bây giờ thẩm mỹ là bây giờ là vậy chứ không có phải là thẩm mỹ như ngày xưa. Ngày xưa là không mày bền. Ví dụ như có nhiều người bền là mới đầu người ta làm màu đen, xong rồi sau đó chỗ xanh nó thành màu xanh đen. Xong màu trắng nâu nâu. Màu nâu nhiều, màu nâu nhiều thì nó sẽ sỏ thành. Chỗ đó thành màu có màu đất đi. Xài mỏng ra thôi, đừng có xài dày. Từ từ đó. Hả? Để coi rồi đấy.